Xin chào tất cả mọi người, mình là Moba Việt. Ở trong clip này mình sẽ nói chung là một cái clip solo rất là hay. Rồi sẽ cầm cấp cứu hay là món gì đây. Rồi hôm nay anh em mình sẽ gọi là chung vào một cái clip rất vui giữa tên hề The Joker và tên hề Merganga. Đây là cuộc chiến của hai tên hề trong Liên Quân Mobile. Một trận solo mang tính chất rất là vui. Mobile Việt sẽ cầm Joker nhá. Joker là tên một nhân vật gọi chung là được bản quyền của DC Comics. Liên Quân Mobile Đài Loan thì đã mua cái bản quyền này rồi, không biết giá bao nhiêu. Nhưng mà bản quyền được mua rồi nên chắc chắn là sẽ không bị kiện bản quyền đâu. Ok. Chia một phóng một con tên lửa rocket rất là mạnh. Bộ kỹ năng của Joker thì mình đã giới thiệu anh em rất nhiều lần rồi. Nói chung là anh em chắc là thuộc lòng rồi, nó giống ngu cơ của vương giả vương diệu. Tổ đánh mấy tên hề ma quái, tướng phép. Mà Joker thì nói chung là không chiêu hai, nói chung miễn sát thương vật lý chứ không miễn sát thương phép thuật. Lên mình chơi chiến thuật là lên đồ full công vật lý, xuyên giáp và những món đồ phun máu. Mình sẽ không lên đồ chí mạng bởi vì sẽ không đánh nhau nhiều với Joker. Mình sẽ dùng chiêu cuối và chiêu một để kết thúc Joker lên bảng đếm số rồi. Những món đồ của mình đều có hồi chiêu cả. Mình cố gắng lên món đồ này, công vật lý, xuyên giáp và hồi chiêu sẽ mắc luôn. Mình chủ yếu với dùng chiêu cuối và chiêu thứ nhất để gọi là chiêu tiêu triệt Merganga thôi, còn chiêu thứ hai để gọi chung là chạy vào hố nước chơi và để tăng tốc độ chạy để đuổi theo thôi. Cách đánh là anh em chú ý là rỉa máu Merganga bằng chiêu một và nói chung là lấy cái nội tại. Khi nào anh em Joker cầm súng nhá, anh em sẽ nói chung là lao lên bắn Merganga, bắn Merganga phát xong chiêu cuối xong bắn chiêu một, thế là một combo rất là mạnh rồi. Merganga nói chung là chắc chắn là ôm trụ rồi. Nên xong được cái món đồ đầu tiên, tiếp theo mình sẽ lên Lanh Felix. Anh em chiêu một này có chung chết hết đám quái rồi, rất là mạnh. Như vậy thì Merganga chắc chắn phải ôm trụ vì mình đẩy quái nhanh hơn. Đó, anh em có thể thấy bắn chiêu nội tại đã rất là thấm rồi. Này, chiêu cuối, chiêu một, chết chưa? Không chết rồi. Còn thiếu một tí nữa đam. Rồi, thấm thế nhở, trụ bắn rất thấm. Tướng xạ thủ mà, nói chung là không băng trụ được. Đứng ở trong trụ khá lâu, tí là chết. Em có thể thấy Merganga không thò mặt được ra khỏi cái trụ. Nói chung tên hề mà Merganga làm sao mà đấu được hoàng tử tội phạm Joker được. Tên gọi tội phạm tài trí. Đây, đấy, rồi nổ trụ rồi, một phát cho bom là chết rồi. Chiêu cuối thì nó ném một cái quả bom khí độc vào đầu tướng địch, làm choáng trong giây lát và sẽ lổ đam ngay sau đó. Lượng sát thương rất là cao. Con này thì nói chung là sở trường là sát thương vật lý rồi. Chiêu thức sát thương vật lý rất là kinh khủng. Mình lên mắt mà mình dùng chiêu thôi. Chớ lên là để Merganga áp sát. Merganga tay ngắn hơn. Phạm vi dùng kỹ năng ngắn hơn Joker nên mình nói chung là lợi thế, cái ưu điểm này mình sẽ chơi cấu rìa từ xa. Rồi nếu mà muốn phá nhà endgame thì rất là nhanh thôi. Nhưng mà phải hai thằng thề này phải chơi đùa với nhau một tí đã. Boom. Đấy, đã lên được Lanh Phoenix. Món đồ tiếp theo mình sẽ lên quỷ kiếm đi. Ok. Bùm chiêu, đấy, mất khá máu đấy. Rồi, đấy, nó làm choáng. Đây, chết chưa? Rồi, chết rồi.
trụ bắn thì mình có miễn sát thương mà miễn sát thương vật lý của trụ. Anh em có thể suy đoán được là nếu MNK vào cái hồ nước thì có chết không. Rồi trong nữa mình sẽ làm một pha đấy, nhưng mà phải tránh cái lúc MNK nó đi ra chứ, nếu không mình đang chạy trong hồ nước MNK nó ra xí nhát chết luôn. Nói chung là để MNK áp sát thì Joker cũng chắc chắn lên bảng đến số ngay. Vì vậy mình chơi chiến thuật là dùng kỹ năng thôi, dùng cái nội tại và cái chiêu cuối và chiêu thứ nhất để cấu rỉa máu. Ấy rất thấm, chiêu thức bắn rất thấm, chết chắc rồi MNK ơi. Rồi mình sẽ thử vào trong hồ nước xem nào, chạy vào một tí nhá, xong mới bật chiêu 2 đấy. Rồi một phát, hai phát, ui may quá. Mình mà bật chiêu 2 sớm thêm thì nữa là trụ bắn chết rồi. Thì cần một phát cái hồ nước bắn là mình lên bảng đếm số ngay. Không có nhiều cơ hội đâu, một chiêu một cái hồ nước bắn rất thấm, hơn 8.000, 9.000 máu cơ. Rồi món đồ tiếp theo nên phức hợp kiếm hay kiếm Murasia, phức hợp kiếm đi. Ok, phức hợp kiếm. Sao phức hợp kiếm có trì cổ nhỉ? Rồi xem lại. Ồ đúng không? Phức hợp kiếm lên trì cổ. Ở cách lên đồ phức hợp kiếm nó khác cái bản đang hiện hành ở Việt Nam. Vì đây là bản update mới rồi. Thì chắc là sang mùa mới Việt Nam sẽ update các cái đồ mới và thuộc tính đồ mới đấy. Có rất 3-4 món đồ mới ở trong bản mới nha anh em. Rồi ok, ùm chiu, ôi hụt rồi. Bởi vì cái chiêu một vận chiêu khá lâu, anh em chớ nên là bắn ngang, bắn thẳng thì dễ trúng hơn. Rồi đánh từ từ cho MNK lên đồ, đánh thế mới vui. Cứ phá nhà luôn thì nói chung là hết cả cái màn mà vui giữa hai anh tên hề. Ok, bùm chiu đấy. MNK thì không thò mặt ra khỏi nhà. Ôi trời ơi, giật một quả đau thật. Này đây MNK thì biết chạy thôi, không dám đứng lại đánh nhau. Đấy, ôi bắn hơn 1.000 máu kìa. MNK có vẻ khá trâu đấy. Nên giáp rồi, chắc nên giáp rồi, bắn không thấm. Chết đi. Rồi không chết. Nói chung mình lên đồ thế này khả năng hồi máu cũng rất là ok. Nhưng mà khả năng chí mạng thì hơi cùn tí thôi. Bởi mình lên đồ theo kiểu là lên full công mà. Đấy, dùng chiêu thức là chính. Rồi. Ôi MNK truy sát rồi. May quá chạy được, có chiêu 2 chạy được. Rồi cấu rỉa thôi. MNK lên khiên huyền thoại anh em ơi, thằng nào mình bắn trúng bị làm chậm. Thốn nhờ lên giày hộ vệ và lên khiên huyền thoại. Rồi mình phải về nhà hồi máu đây. Rồi cấu rỉa từ xa một tí máu. Nói chung là MNK mình muốn cấu rỉa từ xa thì MNK không bao đẩy nhà được. Rồi đã lên thanh được thanh kiếm và món đồ cuối cùng rồi. Mình sẽ lên món giày tiếp theo, sẽ lên cái giày Hermes, thế là xong. Ok. Chắc chắn là nên không lên giày hộ vệ rồi. Đánh MNK lên giày hộ vệ là sai lầm, nên giày Hermes đi. Nói chung là để áp sát MNK nhanh hơn. MNK chơi chạy à? Ôi anh em có thể thấy một chiêu một và một chiêu nội tại đó là một nửa máu cái máu của MNK rồi, rất là mạnh đó. Ra một combo nữa là lên MNK lên bảng số. Ôi kỹ năng rất là mạnh. Ok mắc đồ rồi, còn MNK lại thêm lên thêm một cái giáp thì không biết
chẳng lẽ lại lên khiên thất truyền? Lên đồ cái kia chắc chắn là khiên thất truyền rồi, thì chỉ có khiên huyền thoại và khiên thất truyền mình mới lên cái món đồ đấy, cái áo giáp đấy. Thấm thế. Ủa, bò. Chạy. Nói chung là Joker gặp tướng khép nó như tắt điện ngày chiêu 2 không có tác dụng gì, chỉ có tác dụng để chạy nhanh thôi. Nói chung mình nên đồ hút máu để gọi chung là hút máu thi với MG. Đó, cứ chỉa thế thôi. Đó, vật chiêu cuối. Đánh chiêu 1, tàu chất thấm. Lên bảng đến số luôn. Em thấy độc của MG rất mạnh, 200 máu một phát. Rồi, cuối cùng thì Joker cũng chiến thắng được tên hề ma quái MG. Và video của MOBA Việt đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả mọi người. Và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Anh em nhớ là đăng ký kênh ủng hộ MOBA Việt và xem quảng cáo, thích quảng cáo ủng hộ MOBA Việt nhé. Ok.